Trước Yến đã trạch phần bài kinh là tự ngã trong thân. Thì bài tự ngã trong thân thì chúng ta biết là trong thân chúng ta không có một tự ngã nào. Thì tự ngã là gì? Tự ngã là không sinh, không diệt, không duyên hợp mà tự một mình thì mới gọi là tự. Tự như vậy, tức là như vậy thì mới gọi là tự ngã. Nhưng ở trong thân của chúng ta thì có một ví dụ, nếu mà mắt chúng ta nhìn thấy cảnh thì là do nhãn. Đấy, tức là thường thường người ta nói là trong chúng ta có một tự ngã, tức là tự ngã này nó thấy biết phân biệt. Thế nhưng mà không phải cái thấy biết phân biệt của mình thì nó phải có cảnh nó mới thấy biết phân biệt được, đúng không? Thì tức là nó vẫn có cái duyên hợp thì cái thấy biết này nó mới hoạt động. Thế nếu không có cảnh thì lấy đâu ra mà hoạt động, lấy đâu ra mà phân biệt? Thế cho nên cái này nó vẫn là duyên hợp. Duyên hợp thì chưa phải là tự ngã. Tự ngã là phải là không duyên hợp nhé. Tức là cứ có hai cái hợp vào với nhau thì gọi là gì? Nhân duyên để tạo ra. Nhân duyên hợp nhé. Có hợp thì có tan, có tan thì còn vô thường. Cho nên trong chúng ta không có một tự ngã mà chúng ta vẫn bị vô thường chi phối. Đây, chúng có hiểu chỗ này chưa? Thấy nhá. Cái gì là phải không duyên hợp, tức là không hai, tức là không hai yếu tố thì cái đó mới không bị sinh diệt. Còn duyên hợp tức là hai yếu tố hợp vào với nhau thì còn bị sinh diệt. Mắt thấy sắc thì mắt là một, sắc là gì? Là hai. Thì chúng ta mới phát sinh ra thấy biết. Trên cái thấy biết này là còn sinh gì? Sinh diệt nha. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài nhãn thức và tâm thức. Yến xin đọc cả kinh văn nhé. Bạch Đại Đức, khi nhãn thức sanh khởi thì tâm thức có cùng sanh khởi không? Là tiền đáp, thưa có. Vua hỏi, vậy cái nào trước, cái nào sau? Là tiền đáp, nhãn thức sanh trước, tâm thức sanh sau. Tâu đại vương. Kính thưa đại chúng, bài này chỉ nói đến mỗi nhãn thức và tâm thôi nhé, chứ chưa nói đến ý nhé. Chưa nói đến ý, mà cái bài này là nói đến nhãn thôi ạ, nhãn thức thôi ạ. Vua nói, điều này chẳng nghi ngờ lắm, phải chăng nhãn thức và tâm thức quen biết nhau? Hoặc giả nhãn thức có nói với tâm thức rằng, nếu tôi sinh ra tại chỗ nào thì anh cũng sinh ra tại chỗ ấy. Hoặc tâm thức nói với nhãn thức rằng, anh hãy sanh trước đi, tôi sẽ lương theo anh mà sanh sau. Tức là ông vua này, ông ấy nói lên cái trừu tượng để chúng ta dễ hiểu. Tức là nhãn thức thành một chủ thể và tâm thức thành một chủ thể. Hai cái chủ thể này nó giống như hai con người chúng ta có nói với nhau, có giao ước là tôi phải đi trước rồi anh hãy đi sau. Đấy. Khi mà vua nói như thế để cho chúng ta dễ hình dung ra đấy. Là tiền đáp, chúng không giao hẹn với nhau như thế đâu, tâu đại vương. Vua lại hỏi, nếu không có sự kết ước của hai bên, anh thì đi trước, anh thì đi sau luôn luôn như thế được? Thưa đại chúng, giống như chúng ta, ví dụ Yến với chị Thanh đi là phải giao hẹn, là chị đi trước em đi sau, chứ tí nếu không giao hẹn thì Yến sẽ đi trước chị Thanh đi sau. Thế đại chúng, cho nên là ông mới thấy là cái nhãn thức đi trước, cái tâm thức theo sau, thì ông bảo có giao ước gì không, mà lại cứ cái anh nhãn thức đi trước rồi anh tâm thức mới đi sau như vậy. Là tiền đáp, chúng không giao hẹn với nhau như thế đâu, tâu đại vương. Vua lại hỏi, nếu không có sự kết ước của hai bên, sao anh thì đi trước, anh thì đi sau luôn luôn như thế được? Là tiền đáp, ấy là bởi có bốn tính chất sau đây khiến chúng cùng sanh một chỗ, đi liền nhau chứ không có ký kết giao ước gì hết. Một là hành trình theo chỗ thấp xuôi chiều, hai là hành trình theo một hướng một cửa, ba là hành trình theo dấu cũ đường đi, bốn là hành trình theo thói quen, theo huân tập, theo quán tính. Vua hỏi, hành trình theo chỗ thấp xuôi chiều là như thế nào ở Đại Đức? Na Tiên hỏi, nước mưa trên trời rơi xuống nó chảy về đâu ở Đại Vương? Chảy vào chỗ thấp. Vua đáp, Na Tiên lại hỏi, nếu có đám mưa khác nữa? Na Tiên hỏi, vua lại đáp, cũng chảy vào chỗ đất thấp ấy thôi.
Na Tiên lại hỏi: Thế trận mưa trước có nói với trận mưa sau rằng hễ tôi chảy chỗ nào thì anh chảy chỗ đó, hoặc đám mưa sau lại nói với đám mưa trước chỗ nào anh chảy xuống thì chỗ ấy tôi sẽ chảy theo không? Vua đáp: Chúng không hề giao ước như vậy, nước chảy xuống chỗ thấp là tự nhiên thôi. Thế nhé, cái chỗ này là chúng ta hiểu ngay rồi. Thế tức là nó theo một cái quy định là từ cao chảy xuống thấp. Đấy là tính chất, thuộc về tính chất. Đấy nhé, những cái gì thuộc về tính chất thì nó có tính chất của nó. Đấy, ví dụ như nước thì chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp là tính chất của nước. Đấy. Thế còn ví dụ như là pháo hay là đạn thì lại bắn từ chỗ thấp lên chỗ cao là tính chất của piston. Đấy, là nó sẽ bắn từ cái này, bắn ra khỏi cái chỗ đấy, tức là rời đi, dịch khỏi cái chỗ đấy. Thích cao thì cao, thích thấp thì thấp. Nó là bắn ra khỏi cái vị trí cũ nhé. Tức là mỗi cái nó có tính chất riêng của nó. Chúng không hề có giao ước như vậy, nước chảy xuống chỗ thấp là chuyện tự nhiên thôi. Na Tiên đáp: Nhãn thức cũng khởi trước, tâm thức sanh khởi sau, cũng y như thế, chẳng giao ước gì cả, tâu đại vương. Vua lại hỏi: Chấm đã hiểu ví dụ ấy, còn hành trình theo một hướng một cửa là thế nào? Ví như có một tòa trấn thành tường cao hào sâu, nhưng vào ra chỉ có một hướng, một cổng thành duy nhất. Vậy người bên trong muốn đi ra bên ngoài phải làm thế nào, đại vương? Vua đáp: Phải đi ra bằng cổng lớn. Na Tiên lại hỏi: Thế người thứ hai, thứ ba? Vua lại đáp: Cũng từ cổng ấy mà ra. Na Tiên lại hỏi: Những người ấy có hẹn hò gì với nhau chăng mà họ đi ra cùng một cửa? Vua đáp: Thưa không. Na Tiên nói: Người ra trước có nói với người ra sau, người ra sau có nói với người ra trước, mà họ lại cùng chung một hướng, một cửa như thế. Vua đáp: Thưa không. Na Tiên nói: Nhãn thức đi trước và tâm thức đi sau cùng ra một hướng, một cửa là thế đó, tâu đại vương. Kính thưa đại chúng, theo một hướng, một cửa là thế này ạ. Tức là cái nhãn thức của mình nó nhìn vào đâu thì cái tâm thức của mình nó theo đó mà gì? Mà khởi sinh lên những phân biệt, những chấp trước. Đấy, ví dụ như là Yến nhìn thấy gương chẳng hạn. Thế thì nếu mà Yến muốn khởi lên phân biệt từ cái nhìn này thì cái tâm nó phải phân biệt sau là à, người có dáng người thấp, mặt tròn. Đấy, đại chúng thấy đúng không? Thì có phải là cái tâm phân biệt này nó phải theo cái nhãn thức. Đấy, còn nếu nó không phân biệt, nó nhìn chỉ là nhìn thôi, thì cái anh nhãn thức này độc lập, không bị anh tâm thức sanh khởi. Nhưng anh tâm thức sanh khởi khi mà có nhãn thức thì nhãn thức phải đi trước và tâm sanh khởi phải đi sau nhá. Thế cho nên là không ai lại sanh khởi tâm và nhãn thức cùng làm việc, thì nhãn thức phải làm việc trước, tâm thức mới làm việc sau nhá. Còn tâm thì có thể sanh khởi theo nghe nhá, theo ăn uống, nhưng mà đây đang nói về một mặt với nhãn thức thôi. Thì nếu như có tâm và có nhãn thức thì nhãn thức phải đi trước, tâm thức phải theo sau. Đấy là đi cùng một cửa, cùng một cửa với nhau. Thế còn hành trình theo dấu cũ, đường cũ là sao? Na Tiên hỏi lại: Ví như có chiếc xe đi qua cánh rừng để lại một dấu vết, chiếc xe theo sau có theo dấu vết đó mà đi hay tự mở con đường mới? Vua đáp: Dĩ nhiên là theo dấu vết, theo đường cũ mà đi. Na Tiên hỏi: Họ có hẹn ước gì với nhau chăng? Vua đáp: Thưa không. Na Tiên nói: Nhãn thức và tâm thức cũng theo dấu vết cũ, đường cũ mà sanh khởi y như thế đó, tâu đại vương. Vua hỏi: Tính chất thứ tư của chúng là theo thói quen, huân tập, quán tính là thế nào, đại đức? Cái phần thứ ba là theo cái đường cũ, theo cái đường cũ mà sanh khởi. Cái tâm niệm của mình ấy, tức là khi mà cái nhãn thức mình nhìn này này là theo cái thói quen. Đấy, chúng thấy đúng không? Theo cái thói quen là mình nhìn, thì theo cái thói quen đấy tâm thức nó cũng khởi lên theo cái nhìn của mình. Đấy, tức là nó theo cái thói quen cũ. Tức là bây giờ là Yến nhìn cái tượng Phật thì Yến có sanh khởi luôn cái tâm là phân biệt là cái pho tượng Phật này nhỏ. Đấy, thế thì lần sau khi nhãn thức của mình
nhìn thấy cái thì cái tâm nó đã khởi lên theo rồi, là tượng nhỏ, đúng không? Có ai hỏi là tượng Phật này nhỏ hay to, nó trả lời luôn là nhỏ, bởi vì cái tâm nó đã phân biệt luôn khi nhìn thấy rồi. Đấy là theo một cái đường cũ nhá. Thứ nữa là về tính chất theo thói quen huân tập. Na Tiên đáp: ví như các môn học tập viết làm toán, ban đầu ai cũng vụng về chậm chạp, nhưng về sau do sự cố gắng tập luyện làm nhiều, viết quen tay, từ vụng về chậm chạp trở nên mau nè, tính nhanh, viết hảo. Đấy chính là thói quen, là huân tập, lâu ngày trở thành quán tính, như phản xạ tự nhiên vậy. Nhãn thức và tâm thức cũng sanh khởi trước sau cũng mau lẹ, theo thói quen, theo quán tính là như vậy đó, Tâu Đại Vương. Chấm đã hiểu. Vua đáp: Na Tiên nói, không những nhãn thức mà cho tới nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng được hiểu như trên, cũng có đầy đủ những tính chất nêu trên, Tâu Đại Vương. Chấm đã hết nghi về điều ấy rồi. Tức là sáu cái căn của mình đấy, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, nó đi trước và tâm thức của mình theo gì? Theo sau nhé. Cái ý của mình là cái ý ghét người ta thì cái tâm của mình nó làm sao? Đúng không? Cái ý của mình muốn hại người ta thì cái tâm của mình nó trở lên căm thù và phẫn hận. Thầy chúng thấy đúng không? Thế cho nên là tất cả là sáu cái thức này nó đi trước và cái tâm thức của mình nó theo sau nhé. Nhiều cái nó phải trở thành một cái tâm thức nó theo sau tất cả. Ví dụ như ghét cái người này thì mắt nhìn cũng ghét, tai nghe thấy tiếng nó cũng gì? Cũng ghét. Cái thân xúc chạm nó cũng gì? Cũng ghét. Nhưng mà cái tâm nó chỉ là ghét thôi, nhưng mà mắt nó tiếp xúc, nhìn thấy đang cái tâm ghét nổi lên, tai nghe thấy tiếng nói cũng nổi lên, thân xúc chạm mà. Ví dụ vợ chồng mà cãi nhau mà động vào mình cái là hất ngay ra, nó cũng ghét. Thế là cái tâm ghét này nó chỉ là một, nhưng mà nó lại sáu cái anh kia anh ấy dẫn trước cái tâm này. Thế này chúng thấy không nhá. Thế cho nên cái người tu ấy mà mình muốn làm chủ được tâm mình ấy, thì cái bài này ấy, thì có thế này ạ. Đầu tiên là mình phải phòng hộ gì sáu căn đã, thì mới làm chủ được cái tâm của mình, đúng không? À, bây giờ như là các vị xuất gia rồi là các vị phải viễn ni, tức là mắt đừng có tiếp xúc nhiều thấy sắc. Nếu mà ngày nào cũng ra nhìn thấy sắc thì tâm nổi loạn lên, không tu được, đúng không? Làm sao mà kiểm soát được không? Đúng không? Tai này cứ suốt ngày nghe thấy anh yêu em và em yêu anh, với anh nhớ em với em nhớ anh thì không tu được. Cho nên phải viễn ni. Sáu căn với sáu trần này phải có những cái pháp viễn ni. Thế người đệ tử Phật của mình cũng thế, tại gia mình cũng thế, tức là mình phải không đi đến chỗ người ác để ngồi nói chuyện, nghe người ta nói chuyện. Ví dụ như mình đi đến cái chỗ ông thịt lợn, ông bảo hôm nay giết được mấy ký, con này kêu nhiều, con này kêu, thế mình thì ngồi đấy mình có chính tâm chính niệm vào của mình được không? Không được. Nên này hôm nay lại đi đến cái chỗ ông chơi bạc ấy, bạc ngồi đấy thì mình cũng không chính tâm chính ý được, mình sẽ theo nó mà khởi lên tâm ngay là cái ông này là người ác, ông này người thiện, mày sẽ bị quả báo, đúng không? Tự nhiên vô duyên vô cớ đến đấy mà lại bảo người ta bị quả báo thì có liên quan gì mình đâu, đúng không? Đây chứng rõ chỗ này chưa? Cho nên mình phải phòng hộ sáu căn, đừng có để cho sáu căn nó đi tìm những cái chỗ đấy để nó tiếp xúc vào rồi thì cái tâm mình nó theo cái đường quen lối cũ nó khởi lên nhé. Tức là mình đi tu thế này xong mà đến cái chỗ đấy là úi dồi dáng của mày đẹp thế, dạo này mày hơi béo hơi gầy, rồi tự nhiên mình cũng bị theo ngay, tại vì mình có đường quen lối cũ của cái tâm rồi. Khi nghe thấy cái nhãn thức nó nghe thấy thì cái tâm nó cũng gì, cũng theo. Tự nhiên mình về mình cũng nhìn thấy mình, ôi thôi quần áo mình như này mình thiệt thòi quá, mình không được hưởng thụ. Đấy, tự nhiên mình sẽ mất cái duyên tu là do mình mang cái sáu căn của mình lém nó vào những cái chỗ mà cấu uế để cho làm hại cái tâm mình, nó không thoát ra được nhé. Thế giờ đại chúng có cái bài này thì cũng có làm bài nhà không? Bài nào cũng cho bài về nhà, còn làm thì không tùy ý đại chúng nhé. Viết ra 1, 2 cho đến 10 trường hợp
mình quyết định viễn ly sáu căn ra khỏi sáu cái trần cảnh cấu uế nhá. Đấy, ví dụ như hôm nay đáng nhẽ là đến cái chỗ này để bàn cãi, mình thấy cái chỗ này là nhĩ thức của mình phải nghe, đúng không? Mình thấy như thế là cái nhĩ thức đi trước, cái tâm đi sau. Thôi mình không nghe chỗ đấy nữa, mình rời đi chỗ khác. Đấy là một trường hợp. Thầy chúng có nhất trí làm bài không? Đấy nhá. Chứ không thấy là hai người nói xấu nhau lại nghe thấy hay hay, thầy mang cái nhĩ thức của mình vảnh tai lên để nó tiếp nhận và xem nó nói xấu nhau cái gì. Mà trong khi đó việc chả liên quan đến mình, cũng ngồi đấy để hỏng. Thế là mình làm hại mất cái tâm của mình nhá.